Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn ngày nay. Thưa quý cô chú anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt trên con đường Bà Triệu. Phía trước của chúng ta là góc đường Bà Triệu cắt với con đường Nguyễn Kim. Và các bạn nhìn phía trước mặt đây là trường Trung học Phổ thông Hùng Vương. Địa chỉ là 124 Hồng Bàng. Thì đây là cái mặt sau của trường Trung học Phổ thông Hùng Vương. Còn cái con đường phía trước mặt của chúng ta đó đang là con đường Nguyễn Kim. Hôm nay thì Tuấn Dương sẽ mời quý cô chú anh chị từ cái khu vực đường Nguyễn Kim cắt với Bà Triệu. Chúng ta sẽ quẹo phải, chúng ta sẽ đi ra con đường Hồng Bàng, rồi đi sang bên đường Tôn Đản, quận 4. Ngày hôm nay thì Tuấn Dương cũng có một chút công chuyện bên quận 4. Mình có đi giao collagen cho khách hàng và sẽ quay lại cái hành trình di chuyển để gửi tới quý cô bác anh chị. Bên tay trái vẫn là cái khuôn viên của trường Trung học Phổ thông Hùng Vương. Ra tới đây là chúng ta gặp con đường Hồng Bàng các bạn. Đây là góc giao lộ đường Hồng Bàng cắt với con đường Hùng Vương. Và bên kia đường thì là trường Đại học Y Dược. Đây chúng ta quẹo phải sẽ gặp con đường Tản Đà cắt với đường Hồng Bàng. Bên tay trái của chúng ta là chung cư Tản Đà. Còn hướng chúng ta đi thẳng đây các bạn là gặp con đường Nguyễn Trãi cắt với Tản Đà. Bên phải này thì có một cái nhà hàng, đó là nhà hàng Hai Lúa. Nhà hàng Hai Lúa ở hãng taxi Vinasun. Rồi ngay góc kia thì có phía trên đây các bạn, đây là tòa nhà Tản Đà Khao này. Quẹo về bên phải đó các bạn thì chúng ta sẽ đi về phía Châu Văn Liêm. Nhưng mà đó là đường một chiều. Tuấn Dương sẽ tiếp tục đi trên con đường Nguyễn Trãi để chúng ta đi về phía khu vực quận 4. Sài Gòn mấy ngày vừa qua các bạn thì nắng nóng, sau đó thì cũng có mưa nhiều. Ngay lúc này các bạn thì nắng nóng cảm giác như là muốn bể cả cái đầu luôn đấy. Đây là góc của đường Ngô Quyền cắt với con đường Nguyễn Trãi này. Trời mưa, cây cối cũng xanh tươi, tươi tốt.
Bên phải này các bạn này, các cái dịch vụ họ bán bảo hiểm xe gắn máy, bảo hiểm ô tô, bán cạc điện thoại. Ra tới đây là góc của đường Nguyễn Tri Phương, cắt với con đường Nguyễn Trãi. Quẹo phải là đi về cầu Nguyễn Tri Phương, còn quẹo trái thì chúng ta gặp ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Đây thì Tuấn Dương đang đi về phía giao của đường Nguyễn Trãi, cắt với con đường Nguyễn Duy Dương. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục đi vào con đường Nguyễn Trãi. Đây là khu vực phố thời trang Nguyễn Trãi. Các bạn có thể thấy bên tay phải đó, rất là nhiều các cái quần áo người ta được treo lên để cho khách đi ngang qua thì nhìn ngắm, nếu mà thấy ok thì mua. Nhưng mà cũng có nhiều những cái cửa hàng thì thấy đề biển cho thuê mặt bằng các bạn ạ. Cho thuê mặt bằng, bên phải này là quán phở lệ này. Rất nhiều các cái mặt bằng trống cho thuê. Quẹo phải đây chúng ta đã đi vào ngôi chợ ở Hòa Bình. Bên trái là bệnh viện Nguyễn Trãi quận 5. Trước mặt chúng ta là góc của đường Huỳnh Mẫn Đạt, cắt với con đường Nguyễn Trãi. Tuấn Dương sẽ quẹo phải đi vào con đường Huỳnh Mẫn Đạt. Đây là góc Huỳnh Mẫn Đạt cắt với Phan Văn Trị. Hướng đi thẳng này các bạn, cuối con đường Huỳnh Mẫn Đạt thì chúng ta sẽ gặp con đường Võ Văn Kiệt. Ngày xưa là con đường Bến Hàm Tử. Quẹo phải này các bạn, là chúng ta sẽ đi về phía khu khách sạn Đồng Khánh, quận 5. Rồi đi về khu chợ lớn. Rồi, bây giờ mình sẽ quẹo trái. Ngay đây bên phải là bệnh viện Sùng Chính này.
Sùng Chính, ngày xưa tên gọi như vậy, còn bây giờ là bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Chúng ta vẫn đang tiếp tục có mặt trên con đường Trần Hưng Đạo, đúng không? Ủa đây là gì ta? Biểu tình SCB. Theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính và xử lý phản ánh. Người dân người ta biểu tình nha các bạn. Đúng là cái vụ án của bà Trương Mỹ Lan đã cũng gây những các cái hệ lụy. Nhiều người cho vay tiền bây giờ khó lấy được tiền ra, thì vụ án còn chưa có xử xong, nhưng mà những cái người dân bị chiếm đoạt tài sản, giống như là bây giờ cho vay xong rồi không có lấy lại được, thấy cũng tội. Ở đây là một cái vụ án cũng rất là lớn. Đây góc Trần Bình Trọng cắt với Trần Hưng Đạo này. Đây mình về. Mình vô đây để mình đổ xăng đã nha các bạn. Thưa các bạn, sau khi mà đổ xăng xong thì mình sẽ tiếp tục di chuyển. Đây đang là con đường Trần Hưng Đạo. Đây là góc Trần Hưng Đạo cắt với con đường Trần Bình Trọng. Quẹo trái thì chúng ta sẽ đi về trường Bác Ái. Quẹo phải thì chúng ta sẽ đi qua cái cầu chữ Y để sang bên quận 8. Sang quận 8 thì có những các cái ngôi chợ như là chợ Rạch Ông. Rồi, mời cô bác anh chị chúng ta tiếp tục cùng di chuyển đi thẳng. Phía trước mặt cô bác anh chị là cây cầu Nguyễn Văn Cừ. Bây giờ Tuấn Dương quẹo phải thì mình sẽ đi sang quận 4, cái lối đi bằng cây cầu Nguyễn Văn Cừ. Ngày xưa khu này là ngôi chợ Nancy này. Có rất là nhiều các cái cây cầu bắc ngang qua cái kênh Bến Nghé này. Cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Mống. Tới đây thì chúng ta sẽ quẹo phải, hướng đi thẳng thì chúng ta đi vào con đường Dương Bá Trạc, quận 8. Đây là Tuấn Dương sẽ quẹo phải. Mình đi ở dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ.
Trước mặt cô bác anh chị là chung cư Khánh Hội. Đây là cây cầu Nguyễn Kiệu, chung cư Khánh Hội 3. Bên tay trái là con đường Võ Văn Kiệt. Ngày xưa con đường bên kia nó là con đường bến Trương Dương, còn bên này gọi là bến Vân Đồn này. Quận 4 bây giờ thì rất là phát triển. Rồi tới từ chung cư Khánh Hội 2, rồi chung cư Khánh Hội 3, rồi tới chung cư Khánh Hội 2, chung cư Khánh Hội 1, rồi chung cư Vạn Đô. Đây các bạn nhìn này, đi vô đây là những các cái khu đô thị mới này. Đây ngày nay ở khúc này là những các cái khu đô thị mới. Tòa nhà TNT Plaza. Tuấn Dương sẽ coi lại cái địa chỉ nằm ở khúc nào, mình sẽ tới mình giao đồ. Đây, chúng ta có thể đi đường Nguyễn Khoái, đường Tôn Thất Thuyết. Chắc Tuấn Dương sẽ đi đường bến Vân Đồn thôi. Ở đây thì xe gắn máy, xe hơi được dừng khoảng 3 phút. Dừng xe đèn đỏ mà cứ có những cái chỗ có bóng mát như này rất là tuyệt vời. Hy vọng là thành phố để trồng thêm nhiều cây xanh nữa. Ngày nay hai bên đường bến Vân Đồn và bến Trương Dương thì cảnh quan đã đẹp hơn ngày xưa rất là nhiều. Cây cối được trồng xanh tốt, rồi có hàng rào bằng thép, rồi có vỉa hè cho người đi bộ, rồi có những các ghế đá để ngồi chơi, có các cái máy tập thể dục cho người dân sống xung quanh đây. Nó rất là tuyệt vời. Wow, phía trước bên tay trái các bạn ơi, một vụ tai nạn rồi. Chiếc xe hơi Camry đi thế nào mà húc đổ hết cả nguyên một cái phần bên hàng rào thép này. Hai xe đâm vào nhau. Đó.
Bây giờ di chuyển trên đường mà không tập trung quan sát rồi thì rất dễ gây tai nạn. Chúng ta đang có mặt trên con đường Khánh Hội. Bên tay phải các bạn là khu cư xá Vĩnh Hội. Trước mặt đây là đường số 50 cắt với đường Khánh Hội này. Rồi bên phải là con đường 46. Chúng ta vẫn tiếp tục đi thẳng nhé. Qua đây là góc đường Khánh Hội cắt với con đường Hoàng Diệu. Chúng ta sẽ quẹo trái đi vào con đường số 41. Ở trước mặt chúng ta là đường số 45 cắt với đường số 41. Đây mình sẽ quẹo phải đi vào con đường Tân Vĩnh. Đây là góc đường số 34 cắt với Tân Vĩnh, rồi đường số 32. Khu vực này là các con đường đánh số à. Đường số 40, đường số 42. Đường số 51. Dần dần sẽ quẹo lại. Đây đường số 13 rồi. Đây đang đường số 9. Đi con đường này 100m nữa. Quẹo phải. Thank you.
ở trong này thì cũng buôn bán đủ ngành nghề. Đây, hẻm 266 đây rồi. Đây, mình đang có mặt ở hẻm 266 rồi nha các bạn. Được 108. Được 108, xuyệt 80. Đây, quay lại rồi. Có thể là cái hẻm trên rồi các bạn. Xuyệt tiếp 80 nữa. Miếu năm mẹ. Kiếm xuyệt 80. Đây là tới đây là hẻm cụt rồi. Đây, cô sẽ chỉ cái đường này. Đó. Trời ơi, hẻm bé xíu xíu này.
Đường nào đi ra đây? Hẻm nhỏ quá trời luôn. Quận Tư thì nổi tiếng là mê cung hẻm rồi các bạn. Đây chắc đi theo cái xe gắn máy của anh này thì nó sẽ dễ đi hơn. Ở khúc Quận Tư này các bạn là nhà nhỏ không ấy, với hẻm cũng nhỏ, nhỏ xíu xíu. Rồi không biết đi tới đây rồi ra đâu đây. Thôi cũng cứ đi thoải mái đi các bạn. Đây là hẻm 148. Rồi hai cái xược 148, ba cái xược chứ. À, trong này bà con bán đồ ăn này, cơm, bán chè, bán nước. Rồi, cô bán thịt gà. Trời ơi, rồi trong này không biết đâu, đi đâu nữa đây. Thôi quẹo phải nhá, cứ đi mò mò đi ra thôi. Chứ mình cũng không có rành đường lắm. Cứ đi vô rồi tìm đường đi ra. Hẻm nhỏ bé xíu xiu nha các bạn. Gần như trong này là xe hơi là không có dô được rồi. Xe ba gác thì may ra. Trong hẻm thì bà con cô bác cũng bán cơm ghiếc các kiểu, cua, ghẹ, ốc, các món. Hẻm đi vào rồi chưa biết lối nào ra. À kia bảng khu phố văn hóa này. Đây là hẻm 266 Tôn Đản này. Chắc quẹo đây là chùa Phước An. Đây quẹo phải đi vô trong nha các bạn. Rồi sẵn tiện thì chúng ta đi mời cô bác anh chị cùng đi này. Ở những cái căn nhà tạm bằng tôn, nước sâm, da cun. Khu này hầu hết là các cái căn nhà cũ. Hẻm 266, xược 52 Tôn Đản. Hai sáu sáu xược 53, 266 xược 72. Hầu hết rồi, mọi người chở đồ ở đây người ta chở bằng xe gắn máy các bạn ơi. Rồi một cái chiếc xe rác đi ngang kìa. Xe thu gom rác ở trong này bán hủ tiếu, bán bánh mì. Đây hẻm 266 của đường Tôn Đản.
266/95. Anh cái hẻm này đi thông ra ngoài không anh? Quay lại chứ. Rồi, cảm ơn. 266/120. Anh ấy dân ở đây nói biết đường rồi. Ở trong những các cái hẻm nhỏ này mà mình vận chuyển người nhà mà có người bị bệnh nha các bạn, nếu mà không chở bằng xe gắn máy thì ra cũng hơi khó. Đây mình đi cái hẻm này, mình không biết là hẻm nhiều rồi ta. Hẻm 243. Cái này là mấy xuyệt lận nha. Đến khúc này là chợ. Có một cái căn chợ nhỏ. Hôm nay bán cháo 8.000 đến 10.000. Bán đậu hũ này, bán trứng này. Khá nhiều món. Bên này là hẻm 243 Hoàng Diệu các bạn. Bán đây, bán cho những cái hộ dân sinh sống ở xung quanh khu vực này, thay vì phải đi một cái ngôi chợ lớn thì họ mua những các cái thứ như là thịt, cá, rau củ quả ở cái hẻm nhỏ này. Ở ra đây là tới con đường Hoàng Diệu rồi các bạn. Đấy, cô chở bánh cam đi bán này. Bánh cam, bột nui, mì xào. Chùa Niết Bàn. Rồi tới đây thì chúng ta gặp con đường Hoàng Diệu. Rồi Tuấn Dương sẽ phải quẹo phải. Đây quẹo ở đây thì chúng ta vào bến cảng Phân Hiệu. Đây là con đường Nguyễn Hữu Hào này. Đấy, bên phải và bên trái là các cái lô khu Nguyễn Hữu Hào. Đây là góc đường Hoàng Diệu cắt với Nguyễn Hữu Hào. Qua bên kia thì có một cái ngôi chợ nữa nha các bạn. Quẹo phải thì chúng ta sẽ đi về phía con đường Nguyễn Tất Thành, đi về cảng Sài Gòn. Ngay góc Nguyễn Hữu Hào cắt với con đường Hoàng Diệu đó các bạn, thì có một ngôi chùa. Chùa Kim Liên. Đây đèn đỏ mà được phép quẹo phải đi lên cầu.
Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cây cầu Ông Lãnh để từ quận 4 sang quận Nhất. Cầu Ông Lãnh là tên của ông Lãnh Bình Thăng. Ông là một vị tướng và nghe nói là ông có rất là nhiều các cái bà vợ. Tên vợ của ông là bà Hạt, bà Hoa, bà Quẹo, bà Điểm. Rồi chúng ta sẽ qua đây thì cô bác anh chị dễ gặp con đường Trần Hưng Đạo. Quẹo phải đây chúng ta đi về phía chợ Dân Sinh. Con đường Phan Văn Trường đi về phía chợ Dân Sinh. Phải đây là đường Lê Thị Hồng Gấm, Hồ Văn Nga cũ này các bạn. Rồi chúng ta sẽ quẹo trái để đi vào con đường Bùi Viện nhé. Đường đang rất là đông. Đi thẳng này là chúng ta gặp ngã 6 Phú Đổng. Từ đây về chợ lớn là khoảng còn 5 cây nữa. Đây, hướng di chuyển này chúng ta sẽ đi vào khu phố Bùi Viện. Khu phố Bùi Viện buổi sáng này thì các bạn thì rất là vắng vẻ. Ngay lúc này là các bạn thì ở con đường Bùi Viện cũng khá vắng, không có khách ăn uống hoặc là nhậu nhẹt vào cái khung giờ này. Ban ngày thì mấy cái người nước ngoài đó họ đi chơi, đi vòng vòng. Đấy, đi như thế má ơi, qua đường mà cầm điện thoại bấm như vậy các bạn, là ở những các cái chỗ giao lộ rất là nguy hiểm, nhiều khi xe họ không có quan sát được ấy. Nói chung là người nước ngoài sang đây gặp tai nạn đấy cũng một phần là do họ cứ nghĩ rằng là họ đi vào các cái vạch dành cho người đi bộ rồi thì không có ảnh hưởng gì, nhưng mà thực tế thì
nó còn có cái tín hiệu đèn giao thông nữa. Chúng ta đang có mặt trên con đường Cống Quỳnh thưa quý vị. Đây là giao lộ ngã năm Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão. Giờ mình sẽ tiếp tục đi vào con đường Cống Quỳnh. Tới đây mà đi thẳng các bạn là chúng ta gặp bệnh viện Từ Dũ. Quẹo trái đi về con đường Phạm Viết Chánh rồi về ngã 6 Cộng Hòa. Lúc này thì trời cũng khá là nắng và nóng rồi các bạn ơi. Giờ khoảng gần 12 giờ trưa. Đây, ngã 6 Cộng Hòa. 12 giờ trưa. Trời nắng chang chang. Rồi, mình sẽ đi vào con đường Hùng Vương. Và tới đây thì Tuấn Dương cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn các cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi video clip. Một cái video clip về những cái con hẻm nhỏ ở quận 4 khá là thú vị. Đi vào rồi thì lạc lối, không biết là ra lối nào. Hẹn gặp cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Hãy đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Dương ra nhiều video mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.